Nếu Việt Nam bị xâm lược và các nước khác bỏ phiếu trắng thì sao nhỉ? Nhiều trang mạng chống phá và có khá nhiều người đang thắc mắc như vậy khi thấy việc Việt Nam đã bỏ phiếu trắng trong việc trưng cầu ý kiến về việc Nga tấn công Ukraine. Việc này mình xin nhắc lại một chút. Khi Mỹ xâm lược Việt Nam, Liên Hợp Quốc im lặng. Khi Trung Quốc tấn công biên giới Việt Nam năm 1979, Liên Hợp Quốc im lặng. Khi Khmer Đỏ tràn qua biên giới tàn sát người dân Việt Nam, Liên Hợp Quốc cũng im lặng. Nhưng khi quân đội Việt Nam phản công tự vệ một cách hoàn toàn chính đáng thì Liên Hợp Quốc đã triệu tập cuộc họp Đại hội đồng và bỏ phiếu cấm vận Việt Nam. Trong cuộc họp đó, các quốc gia đã bỏ 124 phiếu thuận lên án Việt Nam xâm lược Campuchia, áp đặt các biện pháp bao vây cấm vận bóp nghẹt nước Việt Nam vừa trải qua chiến tranh. Chỉ có Lào, Syria, Ba Lan, Mông Cổ, Liên Xô, Cuba, tiếp khắc Yemen, Iraq và một số nước khác bỏ phiếu phản đối, trong khi một số ít các quốc gia khác bỏ phiếu trắng về nghị quyết cấm vận Việt Nam. Nhưng không vì thế mà Việt Nam chùn bước, quân đội nhân dân Việt Nam vẫn quyết hy sinh và nỗ lực chiến đấu để lập